Em chào cả nhà nhé. Phiên trưa hôm nay 12 tháng 3 năm 2022, em lại tiếp tục lên xả cho các bác một số những cái mặt hàng hiện nó đang có sẵn ở vườn nhà em. Số điện thoại liên hệ đặt hàng ở bên nhà em là 0981 550 768. Địa chỉ vườn lan của nhà em là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định nhé. Đây, ngay sau đây thì em sẽ đi vào chi tiết từng cái loại cây một nhé. Châu Thái bóc hàng cây giống nhé các bác nhé. Đây còn một ít này, hàng này nó hơi lỗi lá một tẹo. Thanh lý nhanh cho mọi người 260 một cân nhá. Cân cây giống này nó rất là dôi cây luôn ạ. Cân này nó phải trên chục cây nhá. 10 đến 15 cây một cân. Phù hợp để cho các bác về ươm giống đây. Hàng hơi lỗi lá một tẹo này. Đây hình thức cây ạ, hình thức cây này. Tế luôn nhá. Không có cây bị thối, lá ngọn còn nguyên ạ. Lá ngọn còn nguyên nhá. Nhưng đây này, tình trạng cây này, nó bị cắt lá như thế này. Hoặc là bị xước xác một chút thôi. Có một số cây là cái đợt Tết vừa rồi nó đã ra hoa rồi nhá, cú hoa cũ này. Chỗ này chắc là em còn được khoảng 7-8 cân. Xả nhanh cho các bác 260.000 một cân nhá. Cái hàng này giá cũ em đang bán là 350.000 đấy. Đây còn một ít cái hàng này nó hơi lỗi lá một tẹo, gọi là hơi lỗi thôi chứ nó không đến mức độ là nó choe choét lắm đâu. Đây thực tế cây đây này, đây. 260.000 một cân. Hàng xả em không bao ship nhá, phí ship các bác vui lòng cộng cho em 30.000 đúng không ạ. Đây và bác nào mà mua số lượng nhiều ấy thì giá sẽ được ưu đãi hơn nhá. Trầm cổ hàng siêu nhiều thân của nhà em này, hiện tại đang hoa đang nụ rồi nhá. Đây mọi người ơi, cái hàng này thì em bán theo combo, một combo 2 chậu như thế này này, với giá là 300.000. Như mọi người biết đấy ạ, là hàng thân thòng bao giờ nó phải xuống hết lá thì nó mới cho hoa. Như cái này thì nó vẫn còn một ít lá ở những cái thân mà Thân này nó gọi là thân tơ ấy, thân non ấy, nó chưa ra hoa được nhá, thì nó vẫn còn lá nhá, đây này. Còn những cái lá vàng này là lá vàng tự nhiên, nó xuống hết lá rồi nó mới ra hoa này. Một chậu của nó cứ dao động từ 3 thân đổ lên nhá. Cái chậu nào nhiều thân ấy ạ, thì thân nó ngắn. Còn chậu nào nó đủ 3 thân thì thân nó tương đối dài đều nhá. Đây, hàng thì hiện tại bây giờ nó đang có cả nụ lẫn hoa. Như thế này này, 300.000 một combo 2 chậu nhá. Đó. Đây. Đây mọi người nhìn này, mầm này, cái mầm đang lên này, ầm ầm luôn đó, giá cực kỳ rẻ luôn ạ. Tính ra nó rơi vào có mấy chục nghìn một thân thôi. Hàng đang hoa đang nụ luôn, về bây giờ các bác chơi luôn này. Mà cái dòng này nó cực kỳ bền hoa nhá, bền và hoa rất là thơm luôn. Các bác nào mình chơi trầm thì mình biết rồi, dòng trầm này thì hoa siêu thơm siêu bền. Và đây nó là cái lô thanh đạm Indo, hàng hai mùa hoa này. Một đợt hoa nó sẽ ra chuẩn Tết và một đợt hoa nó sẽ ra vào tầm tháng 6 dương nhá. Mặt bông của nó đây, màu vàng này. Vàng này là vàng lông gà non nhá, rất là đẹp luôn. Và cái dòng thanh đạm này thì nó siêu sai hoa, cực kỳ thơm. Đây cứ mỗi một cái vòi hoa này của nó này, nó sẽ rơi vào khoảng tầm gần 100 bông hoa nhỏ li ti xếp lại đấy. Hàng hôm nay em cũng thanh lý cho các bác 200.000 một chậu thanh đạm này. 200.000 nhé mọi người nhé, mọi người không nghe giá không nghe nhầm đâu ạ. 200.000. Đây. Hàng 350.000, hôm nay em xả 200.000. Đó. Giao lưu với các bác nhé. Thanh đạm này nó ưa nắng. Nên là đây này, những cái lá này nó ăn nắng này. Nên là lá của nó sẽ hơi có màu vàng một chút nhá. Những cái thân mới nó đang lên, hàng này nó không ưa nước đâu nên mọi người không cần phải tưới nhiều. Một tuần các bác tưới cho em từ 2 đến 3 lần thôi, chỉ tưới phần gốc thôi nhá. Và khi mà hoa nó ra, nó sẽ ra ở những cái mắt hoa, nó sẽ ra ở những cái nách này này. Đây, mầm gốc đang lên này. Bây giờ các bác mua về các bác dưỡng cây đến Tết nó ra một bụi sum suê luôn, cực kỳ rẻ luôn ạ. Như những cái chậu này đến Tết nó không bao giờ có giá là 350 đâu, nó sẽ rơi vào 380 đến 420 một chậu nhá. Bây giờ em còn một ít, em xả nhanh cho các bác, xả lỗ vốn luôn đấy ạ, 200.000 một chậu nhá.
thanh đạm Indo. Vàng hậu xanh hoa hè, hôm nay thanh lý sập sàn cho các bác một combo 2 chậu siêu to như này. Với giá là 200.000 nhá. Đây này. Ôi. Hàng này lá nó hơi bị lỗi một chút. Đây các bác ơi. Em thanh lý nhanh cho mọi người nhá, chứ cái hàng này mọi người mua nhà em là biết rồi đấy ạ. Đợt trước là em bán là 220.000 một bụi đấy. Hôm nay em xả luôn cho các bác là 200.000 hai bụi nhá. Hàng hoa hè. Chuẩn bị đến mùa hoa của nó rồi. Mặt bông của nó này, nó là màu xanh cốm nhá. Cái dòng này nó được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa lan. Màu này rất là sang luôn. Mọi người để phòng khách, treo ở ban công đều được này. Đây nhá. 200.000 hai chậu. Hàng không bao ship ạ, vì là em xả lỗ sấp mặt luôn. Đây. Tình trạng này. Lá nó hơi bị lỗ một chút nhá. Cái này là nó bị cháy nắng, nó ăn nắng nhiều này. Đây này. Em xả nhanh cho các bác này. Hàng này là hàng cây to nhá. Bụi này là bụi to đấy ạ, không phải bụi bé đâu. 200.000 hai chậu. Ôi, rẻ bèo luôn. Thời điểm này là bắt đầu bước vào cái vụ trầm rồi. Đây, hôm nay em có một cái lô trầm Thái. Nó đã chút hết lá rồi. Đang sưng nụ chuẩn bị cho hoa nhá. Mặt bông này mọi người nhìn này. Tím này, tím đậm. Hoa cực kỳ thơm, rất rất là thơm luôn này. Hôm nay chia sẻ đến các bác một combo 3 bảng trầm như thế này. Với giá là 200.000. Đây, cứ 3 bảng nhá. 3 bảng như thế này là có giá là 200.000 thôi. Tính ra có mấy chục nghìn một bảng thôi mọi người ạ. Năm nay giá nó tụt rất là nhiều luôn, nó hạ. Chứ ngày xưa là một bảng như thế này em bán là 130.000 đấy. Bây giờ tính ra là rơi vào có 70.000 một bảng. Đây này, hàng xuống lá hết rồi. Đang sưng nụ rồi nhá. Đây này, những cây này nụ này mọi người nhìn này. Đó, em cho lưu xuống đây nhá. Khi mà nụ nó bật ra rồi thì bắt đầu mầm gốc nó cũng sẽ lên. Nó sẽ phát triển rất là nhanh nhá. Đây. Hoa trầm này thì nó sẽ nở rải rác từ tháng 3 dương đổ đi. Nên là hiện tại bây giờ như các bác thấy đấy ạ, là có những bảng nó đã bật nụ. Có những bảng thì nó mới chỉ gai gai thôi nhá. Nhưng mà hàng này bảo hành cho các bác là có nụ 100%, yên tâm ạ. Còn vài chậu đuôi cáo tím hàng rừng. Thuần ấm chậu rồi các bác nhá. Xả nhanh cho các bác 230.000 này. Đây, hàng rừng mà các bác nhìn nhá. Lá xếp này, đẹp mướt mát luôn. Đẹp lắm, chuẩn bị vào mùa hoa của nó rồi. Mùa hoa cáo thì nó rơi vào tầm tháng 4, tháng 5, tháng 6 nhá. Mặt bông này, màu tím trắng. Màu chủ đạo của nó là màu tím, điểm trắng nhá. Đây, các bác nhìn cho em cái vòi hoa của nó như cái đuôi con cáo ấy. Rất là đẹp luôn. Một chậu này của nó sẽ có 3 thân. 250.000 một chậu. Các bác lấy 2 chậu giá chỉ còn 450.000 thôi. Nghĩa là mọi người lấy 2 chậu rẻ được 50.000 nhá. Đây này. Chậu 3 thân. Hàng là cáo lá xếp, cáo phân nhánh nhá. Nó sẽ cho hoa phân nhánh. Đây. Các bác có thể lấy một combo 2 chậu là 6 cây về mình dồn thành một chậu to nhá. Mọi người nhìn cho em những cái rễ nó ra này. Nó rất là khỏe luôn. Đẹp lắm. Đợt này về cái lô này ưng vô cùng luôn. Lá này bóng láng luôn nhá. Bản lá to dày. Đây. Còn đây nó là cái dòng Corat Koki, một trong những cái dòng hoa có hương thơm siêu đỉnh nhá. Thơm vô cùng luôn. Hoa rất là đẹp luôn này mọi người nhìn này. Trắng pha hồng tím, màu này là màu tím hồng. Tím hồng mọi người nhé. Đây là mặt bông thực tế nở tại nhà em luôn. Cái dòng Corat Koki này thì hoa của nó rất là bền. Mọi người chơi 2 tháng cho em là bình thường. Đây. Cái hàng này thì giá bán lẻ cho một chậu này là 200.000. 200.000 một chậu, 2 thân. Các bác lấy combo 2 chậu rẻ 50.000, nghĩa là combo 2 chậu 4 thân, giá chỉ còn là 350.000 thôi ạ. Đây nhá. Đây. Và mọi người lấy số lượng càng nhiều thì giá sẽ càng ưu đãi hơn nhá. Corat Koki này mọi người nhìn cho em này. Chưa cần nhìn hoa đâu. Nhìn thân này, nhìn rễ này. Lá này rất là đẹp luôn. Em có loại chậu sinh đôi, hai cây đều nhau hoặc là cây mẹ con nhá. Đó.
Hàng này về các bác để như này, lên chậu. Hoặc là mình có thể bóc ra mình ghép lũa đều được. Coratkoki, hoa của nó sẽ nở rải rác tầm từ tháng 10 dương trở đi nhé.